Tập 27. Bọn anh xong rồi đúng không? Vậy ta cầm đi nhé. Bọn ta vẫn muốn ăn tiếp mà. Cô đừng quan nữa. Thế Bá mới tỉnh lại. Phải dành đoạn cho Thế Bá một chút đi. Cô đang nhiều vào. Nào nào. Thiện Nhi, sao có ăn xong nhanh vậy? Thiện Nhi, có phải con có gì muốn nói với ta không? Ta thấy chất độc trong người ông cũng đã thanh trừ hết rồi. Ông định bao giờ đi đây? Con sao vậy? Ta thấy ông nên quay về thì tốt hơn. Thiện Nhi, ta đang nghĩ kỹ lắm rồi. Ta muốn đi Sơn Thành cùng các con. Ta muốn xem nơi con và mẫu thân từng sống. Đồng thời, ta muốn đưa linh dị mẫu thân con về từ đường nhà họ Lý. Không cần. Ông làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Đại ca, phụ thân chỉ là muốn bù đắp cho huynh thôi mà. Nếu huynh không muốn thì chúng ta có thể bàn bạc lại. Có đúng không phụ thân? Thiện Nhi, ta biết đến giờ con vẫn chưa tha thứ cho ta. Có điều con không muốn thì chuyện này chúng ta có thể bàn bạc sau cũng được. Nhưng bây giờ ta phải đưa các con an toàn đến Sơn Thành. Chuyện này con sẽ đồng ý với ta chứ? Vết thương con mới lành. Ông nên dạy kinh thành dưỡng thương thì hơn đi. Ta không muốn gì ta hay là mẹ ta mà ông phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Ta không muốn thiếu nợ ông đâu. Lý huynh, hay là huynh cứ để Thế Bá đi cùng chúng ta đi. Ta có thể thấy Thế Bá muốn bù đắp cho huynh mà thôi. Hơn nữa tất cả chúng ta đều ở đây, Thế Bá sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Đúng đấy, Sơn Thành là địa bàn của chúng ta. Chúng ta có việc gì chúng ta phải sợ chứ, đúng không? Được. Sau khi kết thúc mọi chuyện ở Sơn Thành thì ông hãy mau chóng quay về đi. Lý huynh, lẽ nào huynh đang buồn vì chuyện lúc trước sao? Đại ca, nếu huynh có tâm sự gì thì cứ nói ra đi. Biết đâu bọn đệ có thể giúp huynh gì đó. Những gì ta muốn dùng kho báu kia, dẫn dụ hung thủ giết mẹ ta xuất hiện, nhưng giờ đã rõ rồi, không hề có kho báu gì cả. Xem ra thì ta phải nghĩ lại cách từ đầu thôi. Vậy sao huynh không vay tiền phụ thân, sau đó giả vờ như đã tìm được kho báu quay về? Vậy chẳng phải là được rồi sao? Cái này cũng được đấy. Không được. Vì vết thương của ông ấy mới khá hơn một chút. Ta không muốn ông ấy có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng nếu như chúng ta không nhận được Thế Bá giúp đỡ thì chuyện này có lẽ sẽ trở nên gây go hơn đấy. Ta có cách rồi. Hay là để ta cho đại ca mượn tiền nha. Được đó. Vì vậy chúng ta về Sơn Thành thôi, phô trương thanh thế. Sơn Thành. Khách quan tiếng Anh của ngài đây. Dần dần có ngày. Khách quan, ngài đi mấy người? Ta cứ tưởng lại, qua đây là một tên không có tiền nữa. Lấy tất cả rượu ngon và món ăn ra đây cho ta, mang lên càng nhanh càng tốt. Dần dần, đại gia, mời qua đây ạ. Vì chẳng phải là Thượng Quan Hoại, cái tên lưu manh nổi tiếng trong thành trước đây sao? Trông hắn ăn mặc thế kia, lưu manh gì mà lưu manh chứ? Tiểu nhân chuẩn bị ngay đây. Dỗ gì chứ? Sao ạ? Ngài còn có chuyện gì sao? Cứ làm gì giúp ta một việc. Đại gia, ngài cứ nói đi. Tiểu nhân nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Dạ, tiểu nhân làm ngay. Tất cả mọi người nghe ta nói này, hôm nay vì đại gia này của chúng ta, Thượng Quan công tử ra tay hào phóng. Tất cả mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Còn không mau đa tạ Thượng Quan công tử đi. Đa tạ Thượng Quan công tử. Ăn uống thoải mái đi, đừng có xấu như vậy nữa. Phát tiền đây, phát tiền đây. Tất cả qua đây đến nhận đi. Nào nào, ai cũng có hết. Ai cũng có, đừng tranh giành. Có tiền đây rồi. Ai cũng có hết, đừng tranh giành nha. Đừng có cướp như vậy. Ai cũng có hết mà. Nhận tiền đi nào. Mau lên, phát tiền đây. Ai cũng có hết được chen lấn nha. Từ từ, từng người một thôi. Của ta cũng có nữa. Ai cũng có mà. Có chuyện gì mà khiến huynh vui thế? Có thư rồi. Lý Hoài đã xuất hiện ở Sơn Thành rồi. Hơn nữa còn tiêu tiền rất mạnh tay. Ta nghĩ hắn đã tìm được kho báu của Thượng Quan Kim Hồng. Huynh có kế hoạch gì tiếp theo không? Ta muốn đích thân ra tay, đến Sơn Thành đón tiếp ban chủ về. Ta muốn đi cùng huynh. Huynh đã từng gặp chúng rồi, giờ xuất hiện không tiện đâu. Quay lại Kinh Thành đi, theo dõi nhất cử nhất động của Cao Công Công giúp ta. Không đi thì không đi. Ngoan nào. Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ quay về bồi thường cho muội. Quân định bồi thường thế nào đây? Bồi thường thế nào sao? Thế này được không? Lão gia, tiểu nhân nghe ngóng rồi. Thế nào? Có phải tiểu thư đã quay về Sơn Thành cùng Thượng Quan Hoài không? Đúng là tiểu thư có quay về cùng Lý Hoài. Vậy sao con bé còn chưa chịu về nhà chứ? Đi, mau đưa tiểu thư về, mau lên. Dân, đây đã. Lão già có gì sẽ bảo à? Tên Thượng Quan Hoài đó, bây giờ gọi hắn là Lý Hoài. Có phải đã phát tài rồi không? Giống như là người khác nói không? Đúng vậy, có chuyện đó à? Chính mắt tiểu nhân trông thấy. Ban nãy, hắn đã phát tiền bạc trên phố đấy à? Đây chính là tiểu nhân nhặt được đấy. Lão già, không biết ngân phiếu này có thể trả lại cho tiểu nhân không ạ? Trông ngươi kìa, sao ta có thể lấy tiền riêng của ngươi được chứ? Cầm lấy đi. Đi, hãy mau đưa tiểu thư về đây cho ta. Ta phải đích thân hỏi đâu đàn mới được. Dạ. Huynh còn cần bạc nữa không? Đủ rồi. Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, không cần phải làm gì cả. Chúng ta cứ chờ thôi là được rồi. Hôm nay chúng ta phô trương như thế, không chỉ dùng Hàn Tuấn đến, mà còn cả những người thèm khát tiền của Quỳnh nữa. Đến lúc đó nếu chúng bắt tay với nhau, liệu chúng ta có thể gặp nguy hiểm không? Nào, sao các Quỳnh cứ nghĩ nhiều thế? Đây là địa bàn của chúng ta mà. Chẳng lẽ cái Quỳnh sợ rồi sao? Tiểu thư, cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được rồi. Lão già bảo tiểu thư mau về nhà. Phương Văn, người đi nói với cha ta là ta không về nhà đâu. Đừng tới làm phiền ta nữa. Tiểu thư à, lão gia lo lắng cho người mà thôi. Hay là cô về nhà trước đi. Hoài xấu xí, cả huynh cũng bắt ta về nhà sao? Ý ta không phải như vậy đâu. Văn ca à, phiền huynh ra ngoài trước một lát được không? À, được. Cảm ơn nhé. Là thế này, ta bảo cô về nhà là vì có một nguyên nhân muốn giao cho cô. Sau khi cô về nhà rồi thì chắc chắn sẽ hỏi cô chuyện kho báu mà. Sau đó cô hãy nhanh chóng nói ra chuyện này, nhưng cô phải nhớ là không thể nói hớ hớ ra được. Sau đó cô nghe ngóng được chút tin tức từ chỗ của cha cô. Nhà họ Phương các cô thân thế sự nghiệp đều lớn, bao nhiêu người ra vào mỗi ngày, chắc chắn sẽ rất nhiều tin tức đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ không bị động như vậy nữa, đúng không nào? Hình như cô nói như vậy cũng có lý đấy chứ. Tất nhiên rồi. À đúng rồi, nếu Khả Khả cô nương có thể giúp chúng ta nghe ngóng tin tức hữu ích nào đó thì đúng là giúp chúng ta làm một việc lớn rồi đấy. Đến lúc đó Lý Quynh chắc chắn là sẽ cảm ơn cô ấy rồi. Tất nhiên là như vậy rồi. Chuyện này còn cần phải nói nữa sao? Nếu đã như vậy thì ta đi đây. Hy sinh bản thân của mình nghe ngóng tin tức cho các Quynh. Mau đi đi. Ta đi đây. Đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận đấy. Được rồi. Không nỡ xa cô ấy sao? Không nỡ thì để về cùng đi. Có lẽ nhạc phụ tương lai sẽ nhớ đầy lắm đó. Đừng trêu ta nữa. Chúng ta mong thôi. Lần trước vụ tân quý bày hồng mẫu yến, gài bẫy Hoài xấu xí. Lần này chắc chắn không phải cũng như vậy chứ? Lão gia, tiểu thư về rồi ạ. À? Phụ thân, cái con bé này sao con cứ không chịu về nhà như thế? Phụ thân, con xem con kìa, Con gái bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày cứ chạy ra ngoài, để nào con muốn ta cô đơn tui tuổi một mình ở trong đây sao? Phụ thân à, người nói gì thế? Con chẳng phải đã về rồi sao? Vậy con mau mau ngồi xuống đi, ta đến nhà bếp chuẩn bị ngay thức ăn cho con nha. Không cần đâu phụ thân à, con thấy hơi mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi gì mà nghỉ ngơi chứ, con nhìn con đi, con đúng là chẳng có tình nghĩa gì cả, không có lương tâm. Con uổng công ta nuôi con rồi, con hãy nhìn con đi, lâu lắm rồi con không về nhà, mà về một cái là muốn đi nghỉ ngay. Để nào con không muốn nói mấy câu với ta sao? Gì cũng được. Phụ thân có gì muốn hỏi với con gái cưng không? Con à, ta chỉ muốn hỏi con, cái tên Lý Hoài kia, có phải hắn thực sự đã có được kho báu rồi không? Chuyện này tất nhiên là thật rồi. Con nói với người này, khi đó tìm thấy kho báu thì con đứng ngay bên cạnh luôn. Đời này con chưa bao giờ thấy nhiều vàng bạc châu báu đến thế. Lúc trước con cứ tưởng nhà chúng ta là đã nhiều tiền lắm rồi, nhưng giờ con lại thấy tiền của phụ thân chẳng bỏ bèn gì cả. Phụ thân, người đừng có quan hệ gì với hung thủ với mẫu thân Lý Hoài nha. Con gái ngoan của ta à, vậy con có thể mời Lý Hoài đến nhà chúng ta ngay bây giờ không? Ta muốn mời nó dùng bữa cơm. Phụ thân, để nào người đã quên lần trước đối xử của nó như thế nào rồi sao? Ta, người nghĩ của nấy có thể bị người lừa thêm một lần nữa sao? Hai người nói xem sao vẫn chưa có đồng tính gì thế? Đừng có cuốn, nếu có cuốn không có gì đâu. Nếu chúng ta muốn dùng cá cắn câu thì phải kiên nhẫn một chút chứ. Bên ngoài có tiếng động gì thế? Các ngươi là, đây chính là thiếu bang chủ ư? Thuộc hạ Kim Vô Cấu bái kiến thiếu bang chủ. Thiếu bang chủ, lệ động trên nhân hồ quả không sai, ngài đúng là người thừa kế vẻ đẹp của tiểu thư Tiên Nhi. Ông quên mẫu thân ta sao? Ông là ai đây? Thuộc hạ từ nhỏ đã theo Tiên Nhi tiểu thư, tất nhiên là có quen tiểu thư rồi. Chỉ vì Tiên Nhi tiểu thư tạm thời không có ở đây nên mới để thuộc hạ tạm thời đảm nhiệm chức trưởng môn. Nay thuộc hạ đã gặp thiếu bang chủ, đây đúng là một việc tốt. Để thuộc hạ đưa thiếu bang chủ về, chúng ta cùng chấn hương bang Kim Tiền. Thế sao trước đây ông không tìm ta? Không phải bây giờ ngươi biết ta giàu có nên ngươi muốn đón ta về sao? Thiếu bang chủ, ngươi đừng hiểu lầm thuộc hạ. Thực ra bao năm qua, thuộc hạ vẫn luôn điều tra tung tích của ngài về Tiên Nhi tiểu thư. Chỉ là Tiên Nhi tiểu thư nửa muốn nửa không, muốn tránh chúng ta. Sự bất đắc dĩ này, tiểu nhân đành phải tập hợp các anh em lưu lạc trên giang hồ, cho đến khi tìm được Tiên Nhi tiểu thư và thiếu bang chủ để chấn hưng quân danh của bang Kim Tiền chúng ta. Thì ra là vậy. Được, ta hiểu rồi. Hay là các ngươi quay về trước đi, ta còn việc cần giải quyết đã. Để đến khi giải quyết xong rồi, ta sẽ đến Kim Tiền bang các ngươi, được chứ? Cũng được, à không. Thuộc hạ nghe nói trên giang hồ có rất nhiều người muốn ra tay với thiếu chủ đấy, nên thuộc hạ quyết định là tạm thời ở lại Sơn Thành này. Thứ nhất thì bảo vệ sự an toàn của thiếu chủ, thứ hai thì để đến khi thiếu chủ giải quyết xong việc thì chúng ta sẽ cùng về bang Kim Tiền để cùng chấn hưng lại bang Kim Tiền chúng ta. Vậy cũng được, dù sao ngươi thích thế nào thì cứ làm thế đấy đi. Vậy được, thuộc hạ xin phép cáo từ. Được, cáo từ. Các huynh đệ, chúng ta đi. Ông trời ơi, ông nhất định phải phù hộ. Phụ thân của ta không hề có liên quan gì đến thù giết mẫu thân Lý Hoài. Con ngoan của ta à? Ta sợ không đói, nên mang cơm đến cho con đây. Được rồi, ra ngoài đi. Dân. Mấy món này đều là phụ thân đặc biệt xuống bếp làm cho con đấy. Toàn là món khoái khẩu của con cả. Nào nào, những lúc còn nóng ăn đi con. Con cái ngoan của ta à? Ta biết con đang giận ta, nhưng ta cũng muốn tốt cho con thôi mà. Con xem trước đây, phụ thân đối xử với Lý Hoài như thế, tất cả chỉ vì hắn là một tên xấu xí thôi. Trên người hắn lại chẳng có xu nào. Ta sợ con ở cùng hắn thì con sẽ phải chịu khổ đấy. Nhưng giờ khác trước rồi, Lý Hoài đã phát tài rồi. Hắn là người có tiền. Giờ con muốn ở bên cạnh hắn thì sau này sẽ không khổ sở nữa. Hơn nữa tên Lý Hoài này, hắn chính là con trai Lý Mạn Thanh đại hiệp. Lý Mạn Thanh là ai chứ? Đây là phò mã đương triều đấy. Ông ấy đang vội vã muốn Lý Hoài về nhận tổ tiên, bối cảnh thân thế hẳn như vậy thì ta yên tâm lắm rồi. Vậy nên nếu giờ con muốn gả cho hắn thì phụ thân đồng ý cả hai tay đấy. Phụ thân, người nói thật sao? Con nhìn con đi, con là con gái độc nhất của ta mà. Tại sao lừa con làm gì chứ? Phụ thân, người tốt quá. Con biết người tốt với con nhất mà. Được, vậy con ăn cơm đi. Nào nào, hai người nói xem, tên Kim Vô Cấu này bây giờ mới đến tìm ta, rốt cuộc hắn có ý gì đây chứ? Ta thấy chúng ta đừng nghĩ phức tạp quá. Dù sao giờ chúng ta cũng đi bước nào tới bước nấy mà. Hơn nữa hiện tại, tên Kim Vô Cấu kia đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng hắn vẫn ở lại Bang Kim Tiền. Vì xem ra thì hắn cũng là người trong tên trong nghĩa. Ta thì lại nghĩ khác huynh. Dựa vào năng lực của Bang Kim Tiền thì sao có thể không tìm được đại ca chứ? Lúc trước phụ thân ta mời đại ca về nhận tổ tiên phô trương như thế, người trong giang hồ đều biết cả. Sao Kim Vô Cấu có thể không biết được chứ? Ta thấy lần này hắn xuất hiện chỉ là muốn lấy kho báu trong truyền thuyết mà thôi. Hắn nhất định là muốn có kho báu. Cô đừng nghĩ người ta xấu như vậy nữa. Không phải ai cũng tham lam tiền bạc đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có tìm được kho báu đâu. Nếu có Thái Nguyệt ở đây thì tốt rồi. Hai ngày nay cô ấy đi đâu vậy chứ? Có phải do người nào đó đến Di Hồng Viện hội Liễu tìm qua nhiều quá nên Thiết cô nương giận rồi không? Không phải chứ? Là Quynh sao? Tiết Văn, đó là bao năm qua ta không hề dùng gương mặt thật của mình, là bởi vì Lý Mạn Thanh biết được và họ Tiết còn được nhân được cứu, nên vẫn luôn ráo riết điều tra và ta bàn mai danh ẩn tích, và cũng không để người khác biết mặt thật của mình. Mục đích của ta chính là bảo vệ các con an toàn, bảo vệ con lớn khôn. Nay con đã trưởng thành rồi. Lần này ra ngoài, con đã trải qua không ít việc, giờ cũng chín chắn được hơn nhiều. Giờ ta đã không sợ bất kỳ chuyện gì và bất kỳ ai nữa rồi. Giờ là lúc ta phải đối mặt với mọi thứ để kết thúc rồi. Ta ơn sư phụ bao năm qua đã làm tất cả mọi chuyện vì Thái Nguyệt. Thái Nguyệt vô cùng cảm kích. Thái Nguyệt, bao năm qua ta vẫn luôn nghiêm khắc với con. Mục đích thực sự của ta là mong con sớm ngày mạnh mẽ hơn. Trong lòng con không hề trách sư phụ chứ. Thái Nguyệt sao dám làm như vậy? Sư phụ có đại ân đại đức với Thái Nguyệt, cả đời này con cũng không biết làm báo đáp như thế nào nữa đây. Đứng lên đi. Tạ ơn sư phụ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Hoài thực sự đã tìm được kho báu của Thượng Quan Kim Hồng sao? Bẩm sư phụ, thực ra không hề có kho báu nào cả. tất cả chẳng qua chỉ là một đồ đồ của Thượng Quan Kim Hồng mà thôi. Bây giờ Lý Hoài tiêu tiền như nước, chẳng qua chỉ là muốn giả vờ dù hung thủ giết hại mẫu thân hắn ra mà thôi. Sao có thể như vậy được chứ? Cái đời Thượng Quan Kim Hồng giàu có, sao có thể đùa như vậy được? Chắc chắn là do Lý Hoài không tìm được kho báu mà thôi. Vì tiếp theo đệ tử nên hành động thế nào đây? Còn tiếp tục ở bên Lý Hoài. Còn nữa, con hãy nghĩ mọi cách để có được nội công tâm pháp của Tiểu Lý Phi Đao. Tuy con có khả năng bắt chước nhanh chóng, nhưng con không hề có nội công tâm pháp. Không phải sư phụ Thiện muốn nội công tâm pháp của Tiểu Lý Phi Đao đâu, chỉ là sau này nếu có giao đấu thì biết người biết ta, thì mới có thể trả thù lớn cho nhà họ Tiết được. Sư phụ, đệ tử chỉ muốn là giao đấu với Lý Mạn Thanh, chứ đệ tử không hề muốn nội công tâm pháp con mấy đâu. Nếu không thì chúng ta làm như vậy thì cũng đi tiền bị ổi, giống như Lý Mạn Thanh năm đó thôi. Ấu trĩ, con muốn quyết đấu công bằng, nhưng chúng chưa chắc nghĩ như vậy đâu. Bao năm qua những đau đớn con phải chịu, con đã quên rồi sao? Quyết đấu công bằng quá hời cho Lý Mạn Thanh rồi. Mục đích của chúng ta là muốn hắn sống không bằng chết. Sư phụ, con có thể không thực hiện nhiệm vụ này không? Sư phụ, có phải con đã thích Lý Hoài rồi không? Nói mau. Không. Lời dạy bao năm qua của sư phụ Thái Nguyệt tuyệt đối không bao giờ quên đâu. Nếu đã như vậy thì hãy làm theo lời ta nói đi. Con đừng quên đau đớn khổ sở không phải chịu bao năm qua. Tất cả điều đó đều do nhà họ Lý gây ra đấy. Dừng. Không phải Thái Nguyệt thực sự cho rằng mình lăng nhăng đấy chứ? Không được, mình phải tìm mọi giải thích mới được. Hoài xấu xí, sao cô lại tới đây vậy? Ta có một tin tốt muốn báo cho huynh đây. Phụ thân ta sẽ không ngăn cản chúng ta bên nhau nữa rồi. Ta nói với huynh này, phụ thân ta chỉ có hơi ghét nghèo tham gia một chút thôi. Vậy cho nên lúc trước ông ấy mới ngăn cản chúng ta bên nhau. Với cả lần trước ông ấy kích động như vậy chỉ là bất cẩn thôi. Cô nên ta thứ cho phụ thân ta đi mà. Vì tình yêu của người phụ thân bởi vì con gái của mình, cô nên ta thứ cho ông ấy đi. Cô đến nhà ta ăn cơm để ông ấy xin lỗi Quynh, thì Quynh có thể thăm dò tên này được rồi. Cô về nói với phụ thân cô, ta để áo gấm về quê, muốn tổ chức yến tiệc suốt 3 ngày, mời tất cả danh gia dòng tộc trong Sơn Thành này vào trưa mai đến Tụ Hiền Lâu ăn một bữa thỏa thích. Tụ Hiền Lâu? Cổ tình nhân, tâm liền tâm. Lý Hoài, sư phụ muốn ta lừa huynh, nhưng ta ngay trái tim mình cũng không lừa nổi. Phụ thân, mẫu thân, nếu hai người trên trời của linh thiêng thực sự muốn con gái báo thù cho hai người sao? Con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Người nay không thấy bóng trăng xưa, trăng này đã từng soi bóng người xưa. Tiên Nhi, nơi đây chính là Sơn Thành mà nàng đã từng sinh sống sao? mà đây cũng chính là nơi nàng từng ngắm dần trăng sáng. Không biết lúc này nàng có ở trên trời cao nhìn ta không? Phụ thân. Chính Nhi. Phụ thân, đêm khuya sương nhiều, ngươi nên về nghỉ ngơi đi à. Ta không ngủ được đâu. Lẽ nào người chỉ muốn đưa linh vị của mẫu thân đại ca vậy sao? Đúng vậy. Phụ thân, người đã từng nghĩ đến cảm nhận của mẫu thân chưa? Lẽ nào người không sợ mẫu thân đau lòng sao? Chính Nhi, con lớn rồi, ta mong con có thể hiểu được ta. Này đại ca của con vẫn luôn có cái nhìn phiến diện như ta. Nó vẫn không hề muốn trở thành người kế thừa nhà họ Lý. Nhưng chỉ cần linh vị của mẫu thân đại ca con đưa về từ đường nhà họ Lý, thì cho dù nó không muốn trở thành hậu nhân của nhà họ Lý, thì nó cũng đã thành người nhà họ Lý rồi. Người ép đại ca như vậy sẽ càng làm cô nấy phản cảm hơn, kể các nhà họ Lý chúng ta đấy. Ta cũng bất đắc dĩ thôi. Từ nhỏ ta đã phải cảnh giác trọng trách của nhà họ Lý rồi. Sức mạnh cả đời này của ta chính là để quy danh Tiểu Lý Phi Đao bền vững không suy. Nhưng này tuổi ta đã lớn rồi, mà trước đây con lại bị nội thương, không thể dùng tuyệt kỹ của Tiểu Lý Phi Đao. Vì nên ngoài đại ca con ra thì còn ai có thể thừa kế Tiểu Lý Phi Đao này được chứ? Vậy nên Chính Nhi à, không phải là ta không quan tâm đến cảm nhận mẫu thân con, mà vì ta thực sự có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Tất cả là tại con vô dụng. Nếu năm đó con không bị nội thương nặng không thể cứu chữa, đến nỗi không thể sử dụng phi đao, thì phụ thân sẽ không lâm vào hoàn cảnh khó xử như ngày hôm nay rồi. Chính Nhi, con cũng đừng tự trách bản thân mình quá nhiều. Có trách thì phải trách ta đây, năm đó không bảo vệ tốt cho con được. Có điều bây giờ nói những điều này cũng quá muộn rồi. Trước mắt cần khuyên đại ca con về nhà họ Lý, đó mới chính là chuyện quan trọng nhất. Thái Nguyệt, mụ về rồi sao? Đúng vậy, ta có chuyện muốn tìm mụ đây. Sao thế? Có chuyện gì gấp gáp sao? Hôm nay tên Kim Vô Cấu tới tìm ta rồi đấy. Kim Vô Cấu? Hắn muốn ta về Bang Kim Tiền. Kim Vô Cấu không phải là người tốt đâu. Nhớ ngày đó hắn đã mang người đến sát hại Nguyệt Thần Cung chúng ta. Hãy biết bao nhiêu tỷ muội. Món nợ này ta sẽ tính rõ ràng với hắn. Thái Nguyệt, mụ đừng nóng vội. Ngày mai chúng ta sẽ biết thôi. Ý định quán là gì, được chưa? Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Lần này ta phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động mới được. Nhớ kỹ, lần này không được phép thất bại đâu đấy. Rõ. Có phải ta đây đã làm phiền tới Hàn đại nhân bạc mưu kế rồi không? Cứ người ra ngoài đi. Rõ. Đột nhiên đại nhân ghé thăm, không biết có gì chỉ giáo đây. Thứ bỏ đi vô dụng như ngươi, chị mà giờ lại có thể khoác lên người bộ đồ này. Ngươi nói xem, có phải là số người may mắn, hay là Cao Công Công quá nhân từ? Hôm nay ta đến đây là muốn nói với ngươi một tin tức có thể lập công. Đại nhân cứ nói đi. Ngày mai Lý Hoài sẽ tổ chức yến tiệc ở Tụ Hiền Lâu. Xem ra hắn đúng là tiêu được kho báu rồi. Ngày mai, những người có uy tín danh dự đều đến tham dự. Chuyện này ta biết rồi. Nhưng lần này ta muốn hành động bí mật. Vì Lý Hoài nhiều mưu vô kế, ta chỉ sợ trúng kế của hắn thôi. Hàn Tuấn ơi là Hàn Tuấn à, từ lúc nào mà ngươi cũng trở thành cái hàng yếu nhu nhược như thế chứ? Nhiệm vụ lần này ngươi phải nắm bắt được đấy. Cao Công Công đã bày ra một kế, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Lần này chỉ cần làm theo kế hoạch đó thôi. Chúc mừng Lý Thiếu Gia. Bao giờ trong? Hoàng Sư Sĩ, Khả Khả, Hiền Chất à, bá phụ, lần này là cháu áo cấm dinh quy, mày không báo về của Hương rồi. Đúng là chuyện đáng chúc mừng đấy. Bá phụ có lời rồi. Nếu lần trước không có nhắc nhở của bá phụ thì ta không có ngày hôm nay đâu. Làm những cái chuyện đó chứ. Hiền Chất, cháu khách sáo quá rồi. Phụ thân, chúng ta vào trong trước đã, còn phải chào hỏi nhiều khách khứa lắm. Chúng ta không làm phiền cô ấy được đâu. Được rồi, vào trong đi. Được rồi. Thiếu bang chủ, Kim bang chủ, chúc mừng thiếu bang chủ. Thiếu bang chủ, tôi để tài cao. Tên cẩu tặc này, xem ra Kim Tiền Bang chúng ta có giọng chứ hơn rồi. Kim bang chủ có lời rồi. Nếu không có Kim bang chủ thì đã không còn Bang Kim Tiền chúng ta nữa rồi. Kim bang chủ, yến tiệc sẽ bắt đầu rồi. Bây giờ trong. Được, chúng ta vào thôi. Cảm ơn các vị hôm nay đến đây chung vui với Lý Hoài ta. Khoan đã, lần này tới đây ta vùng mình thánh vụ, bắt giữ tên trộm đã trộm lấy 1 triệu lượng Lý Hoài. Tất cả những người không liên quan, còn không mau tránh đi. Người có chứng cứ gì nói Lý Hoài đã trộm 1 triệu lượng? Lấy chứng cứ ra đây, nếu không thì ngươi ngậm máu phun người đấy. Khả Khả, không được nói linh tinh đâu. Chứng cứ sao? Tiền Lý Hoài đang dùng chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Người đâu? Bắn Lý Hoài cho ta. Rõ. Khoan đã, nếu hàng đại nhân đã nói số tiền đã mất là bạc thuế, vậy xin hỏi thuế nơi nào đây? Và tri phủ nơi đó là ai? Phủ Đồng Châu, đại nhân Dương Linh Huy. Được, như lời đại nhân nói, số tiền bị mất là bạc thuế của Phố Đồng Châu. Vậy thì đại ca ta hoàn toàn trong sạch. Cái cười còn dám leo mép sao? Hàng đại nhân hãy nhìn cho kỹ đây. Mấy ngày nay số tiền đại ca ta dùng tất cả đều lấy từ tiền trang lớn nhất kinh thành, tiền trang Nguyên Bảo. Mà khách hàng lớn nhất của tiền trang Nguyên Bảo chính là nhà hội lý chúng ta. Hàng đại nhân chỉ cần mang đi đối chiếu với nơi mà đại ca ta dùng tiền thì sẽ biết sự thật thôi. Nếu nói như vậy thì nhà hội lý các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan rồi. Có phải Lý Hoài để tay trắng tiền bẩn thông qua nhà hội lý các ngươi không? Tài năng hãm hại người khác như vậy, đúng là khiến Lý Mẫu ta đây bỏ mang tầm mắt đấy. Phụ thân, Chính Nhi, ta có thể đảm bảo cho Lý Hoài số tiền này là ta đưa cho nó, vì nó là con trai của ta. Hơn nữa, chứng minh lấy tiền khi đó ta vẫn còn giữ lại đây, có thể chứng minh Lý Hoài không phải trộm cắp. Chuyện quốc gia đại sự có thánh chỉ ở đây, phò mã thấy thánh chỉ còn không mau quỳ xuống sao? Dù cho Đức An công chúa ở đây cũng không dám làm càng đâu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàng đại nhân, tuy người của thánh chỉ ở đây nhưng ta cũng có thiết quyển đan thư của nhà hội lý. Ta dùng thiết quyển đan thư này đảm bảo cho nhà hội lý. Không biết hàng đại nhân cho rằng có tính được hay không đây? Cao Công Công đã có phân phối từ lâu rồi. Chúng ta chỉ biết đến thánh chỉ, còn thiết quyển đan thư gì đó Hàn Tuấn không biết đâu. Bắt tất cả chúng cho ta. Rõ. Khẩu khí ghi gớm thật đấy. Có Kim Vô Cấu ta ở đây, để ta xem ai dám động về thiếu chủ của ta chứ. Đợi đã, kẻ mà người muốn bắt có phải là đạo tặc không? Đúng. Ngay cả thiết quyển đàn thư của tiền đế ngươi cũng dám không nhận sao? Kể cả hoàng thượng có ở đây cũng không dám làm điều như vậy đâu. Trừ phi Cao Công Công của Đông Sở các ngươi muốn xoắn gì đúng không? Cô là người trong giang hồ, không động dao chỉ đồng khẩu, đúng là kỳ lạ đấy. Các người có biết cô ta là ai không? Cô ta chính là Nguyệt Thần đệ nhất sát thủ, khiến người ta nghe tên thôi đã lạnh gáy rồi đấy. Quả ra người ta giao đấu hôm đó không phải Nguyệt Thần. Nếu hôm nay đã gặp Nguyệt Thần thực sự, vì mối thù đánh bị thương hôm đó, hôm nay ta nhất định phải báo thù. Hôm đó tôi không nên thả ngươi đi. Cô, khoan đã. Ai dám động vào một cộng lao của Lý Hoài, ta nhất định phí cho công của hắn đấy. Nhà họ Lý hoàng thân quốc thích, sao có thể nối giáo cho giặc chống đối lại triều đình như vậy? Cái người không muốn sống nữa sao? Trước khi nói những lời đó, ta có một thứ muốn đưa cho ngươi xem. Thiếu chủ, Thiên thúc dứt dạy cho thúc rồi. Ngươi không ngờ Hàn đại nhân lại dám giả truyền thánh chỉ. Ta không làm như vậy, ngươi nói bừa. Thiếu bang chủ đừng quên, bên ngoài chúng ta còn có người, chỉ cần người hành lệnh thì ta sẽ bắt tên khốn này ngay. Nếu đã như vậy thì khoan đã. Hàn đại nhân, chị báo lại với Cao Công Công đi, số mật sách và thánh chỉ, cộng thêm việc coi thường lệnh bài của thiên đế, Lý Mạn Thanh ta sẽ giữ bí mật cho ngài ấy. Mong ngài tự biết mình, nếu không ta sẽ báo tội này lên hoàng thượng. Đến lúc đó đừng trách Lý Mạn Thanh ta vô tình đấy. Khoan đã. Hôm nay tử đằng qua ta mang mật lệnh của Cao Công Công đến. Cao Công Công có lệnh Tiết Thái Nguyệt coi thường pháp quy triều đình, tự ý thu nhận dọa dân, hôm nay phải đưa cô ta về thẩm vấn. Người Bang Kim Tiền nghe lệnh, buộc phải bảo vệ Tiết Thái Nguyệt. Thiếu bang chủ à, nếu có người làm tổn thương đến ngài thì Bang Kim Tiền chúng ta chắc chắn là dốc sức giúp đỡ ngài. Nhưng người bị bắt bây giờ chính là Tiết Thái Nguyệt mà người đời muốn giết đấy. Vì chúng ta sẽ dốc sức giúp đỡ triều đình. Quá ra đây chính là mục đích của ngươi. Thiện Nhi, đây chính là chuyện của triều đình và Nguyệt Thần Cung, cô đừng tham gia vào. Hơn nữa Nguyệt Thần Cung đó chính là một tổ chức sát thủ, hãy cách xa cô ta thì hơn. Kệ đi, sao có thể giống ở phù nghĩ như vậy chứ? Nếu hôm đó không phải Thái Nguyệt cô nương cứu chúng ta từ tay Ngũ Y Côn Châu, chỉ e là chúng ta đã chết từ lâu rồi. Đại ca, Quynh không thể nói với phụ thân như vậy được. Quynh làm như thế để muốn tố cho Quynh thôi, còn nói nhiều làm gì. Lý Hoài, Lý Hoài, Thiện Nhi, đại ca, Hoài xấu xí, Khả Khả đều qua đó, bỏ cô ra đi. Hoài xấu xí đâu rồi? Thân hình của cao thủ này cảm giác rất quen thuộc, rốt cuộc là ai đây? Lý Hoài, Quynh tỉnh lại đi, Quynh tỉnh lại đi mà. Sư phụ, cô nấy sắp không xong rồi. Cô cầu xin sư phụ cứu cô nấy. Tập 28. Lý Hoài, đồ xấu xa đâu rồi? Thân ảnh của cao thủ này dường như đã gặp qua rồi. Rốt cuộc là ai? Lý Hoài, ngươi tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Sư phụ, hắn sắp không xong rồi. Cầu xin người cứu hắn đi. Thái Nguyệt, người nói thật với ta đi. Có phải ngươi đã động lòng với Lý Hoài rồi không? Không có. Chỉ là vì trước đây hắn đã từng cứu con không muốn nợ hắn. Xin người cứu hắn đi. Như vậy là tốt nhất. Người nhớ cho ta, chỉ có Lý Hoài được động lòng với ngươi, chứ ngươi tuyệt đối không được động lòng với hắn. Vâng. Ta có thể chữa lành vết thương cho hắn, cũng có thể cho hắn ở lại Nguyệt Thần Cung để dưỡng thương. Nhưng đoạn thời gian này, người nhất định cũng phải nghĩ mọi cách nắm tâm pháp nội công của Lý Hoài trong tay. Nếu không, ta sẽ chính tay giết chết Lý Hoài, báo thù cho phụ mẫu ngươi. Thái Nguyệt hiểu rồi. Lý Đại Hiệp, Phương Huynh, mời. Phi Đạt, đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chính Nhi, con yên tâm đi. Có Tiết cô nương ở bên, ta nghĩ đại ca con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng đúng, Lý Đại Hiệp nói chí phải. Lý Hoài hiền đức, cậu ấy là cát nhân thiên tướng. Con xem đến Nguyệt Thần tiếng tăm lẫy lừng mà còn phải phục cậu ấy mà. Vậy thì còn gì phải lo lắng nữa chứ? Còn bản thân Lý Chính con nên lo lắng cho chuyện của mình trước đi. Không biết nỗi lo mà bá phụ nói là hôn nhân đại sự. Con xem ta nói này, ta muốn gả Khả Khả nhà ta cho con. Phụ thân người nói linh tinh gì thế? Ai gả cho huynh ấy chứ? Cái con nhóc này, con không tự ở đây nói ra, còn đợi cha thay con nói à? Không nói với người nữa, phiền chết đi được. Không nói nữa. Lý Đại Hiệp, đúng là ngại quá. Ngài đừng chê cười nhé. Khả Khả nhà ta chính là nói mà không biết nghĩ, còn chưa hiểu chuyện lắm. Phương Huynh nặng lời rồi. Khả Khả cô nương trước giờ đều rất tốt. Ta cũng có thể nhìn ra, nó và Chính Nhi cũng có hảo cảm mà. Nếu Phương Huynh không chê, ta đồng ý thành toàn hôn nhân của chúng. Lý Đại Hiệp, có câu này của ngài ta yên tâm rồi. Lý Chính hiền đức, Sau này con phải cố gắng nhé. Yên tâm đi bá phụ, con nhất định sẽ chăm sóc Khả Khả. Được, được, nào nào, chúng ta uống tiếp đi. Nào, hiền điệt, uống cạn nào. Chàng tỉnh rồi. Thái Nguyệt đừng cử động. Nàng không sao chứ? Ta không sao. Chàng thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Ta không sao hết. Vậy thì tốt. Đây là đâu vậy? Đây là Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung? Y phục của ta đâu rồi? Mau lấy cho ta. Chàng muốn làm gì? Đi xem. Đây là tổ chức sát thủ khét tiếng khiến người giang hồ khiếp sợ. Chàng không sợ sao? Có nàng ở đây ta sợ gì chứ? Hơn nữa, đây là nơi nàng đã lớn lên. Tất nhiên ta phải đi tham quan rồi. Mau mau. Chàng thật sự xem như đang du sơn ngoạn thủy à? Thái Nguyệt, đây là nhà của nàng đấy. Mỗi nơi ở chỗ này, mỗi đồ vật đều chứng kiến nàng trưởng thành. Tất nhiên ta phải đi xem rồi. Sao ta có thể bỏ lỡ mỗi ngóc ngách cuộc đời của nàng được chứ? Dẫn ta đi nào. Được. Chỗ này, hồi nhỏ, bọn ta đã từng luyện công ở đây. Luyện công ở đây ư? Đúng rồi. Đây là gì? Chiếc xích đu này hỏng mất rồi. Xem ra là lần trước bị Kim Tiền Bang phá hủy. Thì ra là một chiếc xích đu. Đúng vậy. Không nhìn ra đúng không? Những chiếc xích đu này là niềm vui duy nhất từ lúc nhỏ của ta. Hồi nhỏ việc vui nhất của ta là sau khi luyện công xong, nhân lúc sư phụ không để ý, liền cùng Tiết Văn chạy đến đây. Muội đẩy ta, ta đẩy muội. Vui lắm. Sau đó lớn lên, chuyện phiền phức cũng ngày càng nhiều, nên không chơi nữa. Nó hỏng lúc nào cũng không biết. Cũng không biết tình hình Lý Hoài sao rồi nữa. Huynh ấy bị thương nặng như vậy, lỡ như có sơ suất gì, Long ca ca, huynh đừng lo lắng nữa. Lý Hoài ca ca đã được sư phụ người ta đưa về Nguyệt Thần Cung rồi. Đúng. Thì ra người đó chính là sư phụ của cô ư? Chẳng trách võ công lợi hại như vậy. Chỉ là Nguyệt Thần Cung các cô là nơi cả giang hồ đều e dè mà. Huynh ấy ở đó có gặp nguy hiểm gì không? Không đâu, có tỷ tỷ ở đó. Huynh ấy không xảy ra chuyện gì đâu. Cũng phải, có Nguyệt Thần ở đó rồi. Có lẽ do ta nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi Long ca ca, ta cũng sắp phải về Nguyệt Thần Cung rồi. Cảm ơn sự chăm sóc của huynh trong thời gian qua. Huynh 5 lần 7 lượt cứu ta từ hiểm nguy. Ta cảm kích không nguôi. Vậy Vô Thương, hay là ta cùng cô về Nguyệt Thần Cung nhé. Trên đường cô về cũng cần có người chăm sóc. Điều thứ hai ta cũng có thể đi xác định tình hình của Lý Hoài. Cũng được, như vậy trên đường muội cũng có được người bạn. Vậy được rồi, ta về thu dọn đồ đạc trước, lát nữa chúng ta gặp mặt nhé, sau đó xuất phát. Nào, đi về phía trước, nào. Đi. Có bậc thang. Nào để ý nhé. 1, 2, 3, 4 bậc. Rồi ta thật sự không nhìn thấy. Không sao, đi tiếp về phía trước đi. Đi tiếp nào. Nào chỗ này có bậc thang đấy. 1, 2, 3, 4, 4 bậc. Được rồi, ta không đi nữa đâu. Rốt cuộc chàng dẫn ta đi đâu vậy? Còn bịt mắt nữa. Đừng sốt ruột, cho nàng bất ngờ mà. Nào chậm thôi. Ký ức tuổi thơ rất quan trọng, nếu mất đi rồi, đời người sẽ không được toàn vẹn. Nên ta muốn để nàng tìm lại ký ức tuổi thơ. Bám chắc chưa? Bám chắc chưa? Công chúa, Đông Am Hàn Tuấn cầu kiến. Hàn Tuấn à? Người dẫn hắn vào đi. Vâng. Các người lùi xuống trước đi. Vâng. Tại hạ tham kiến công chúa. Nhiều ngày không gặp, người gầy đi nhiều rồi. Công chúa, thần đã được mở mang tầm mắt. Tại hạ lần này đến là muốn nương nhờ công chúa. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là người của Cao Công Công. Sao ta phải tin ngươi chứ? Công chúa, thứ tại hạ nói thẳng, thứ Cao Công Công muốn chẳng qua là bản đồ kho báu trên người Thượng Quan Hoại. Còn thần là vì thật lòng vì công chúa thôi, hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Giờ đây chuyện Cao Công Công tham ô cũng đã bị phơi bày, thiết nghĩ thần hắn khó giữ. Như vậy, hắn rất khó đưa thân ra tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho công chúa. Cho nên tại hạ quyết định không bán mạng cho Cao Công Công nữa. Nếu tại hạ được bán mạng vì công chúa, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức. Được, tạm thời ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng người nhất định phải đưa đầu của Thượng Quan Hoại về đây cho ta. Sau khi chuyện thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ công chúa. Khởi bẩm công công, Lý Mạn Thanh và Tiết Ngân Y đã phá rối Hàn Tuấn nhiệm vụ thất bại. Độc Vương Tử đằng hoa giải cứu mới bảo toàn được tính mạng. Xem ra ta thật sự dùng sai người rồi. Mấy người các ngươi nghe cho rõ đây, giúp ta theo dõi Hàn Tuấn. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại nữa thì tiễn hắn một đoạn đường. Vâng. Lúc này, nàng vốn không nên xuất hiện ở chỗ của ta. Nàng vừa đến, hoàn toàn làm loạn kế hoạch của ta rồi. Ta cũng không còn cách nào, đều vì bị ép thôi. Đây là mệnh lệnh của Cao Công Công. Để hắn ta không hoài nghi ta, ta cũng chỉ có thể làm theo lời dặn của hắn. Cái tên Cao Công Công này... Thực ra, chuyện này cũng không hỏng hết như chàng nghĩ đâu. Nếu trên người Lý Hoại đã không có bản đồ kho báu gì, vậy thì hắn cũng không còn chút giá trị lợi dụng nào. Hay là mượn tay hắn thủ tiêu Cao Công Công, đây mới chính là chuyện. Cao Công Công không dễ đối phó như nàng nghĩ đâu. Chuyện này ta phải nghĩ kỹ lại đã. Không cần nghĩ nữa, ta tự có diệu kế. Chàng cứ đợi xem kịch hay đi. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta thân mật thôi. Nơi này là... Lần này chàng bị ta làm trọng thương, là sư phụ đã cứu chúng ta. Người đối với ta không chỉ có ơn dưỡng dục, mà còn có ơn cưu mang nữa. Người muốn gặp chàng. Được. Sư phụ, tiền bối, cảm tạ ơn cứu mạng. Người không cần cảm ơn ta. Ta vì nể Thái Nguyệt. Ngươi đừng quên, ngươi là con trai của Lý Mạn Thanh. Lúc nào ta cũng có thể lấy mạng ngươi. Sư phụ. Nếu tiền bối giết ta rồi, có thể khiến tiền bối và Thái Nguyệt trừ bỏ hận thù, vậy ta nguyện ý chết. Lý Hoài, ngươi đừng cho rằng ta thật sự sẽ không giết ngươi. Nếu Lý Hoài chết, Thái Nguyệt cũng không muốn sống một mình. Thái Nguyệt, chàng đừng hiểu lầm. Chàng nghĩ xem, sư phụ ta nếu thật sự muốn giết chàng, lúc đầu sẽ không cứu chàng, đúng không sư phụ? Lý Hoại, nếu không phải là Thái Nguyệt, người đã sớm trở thành một bộ hài cốt ở nơi đồng không mông quạnh rồi. Người hãy nhớ cho ta, nếu như sau này ngươi có đối với Thái Nguyệt có một chút suy nghĩ răng rối, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Tiền bối hãy yên tâm. Sau này chuyện sống chết của chàng chỉ có thể do ta quyết định. Đến bản thân chàng cũng dễ dàng từ bỏ. Chàng có biết không? Ta biết rồi. Cho dù sau này ta muốn chết, ta cũng chỉ có thể chết vì nàng. Viên thuốc này là vợ chồng Công Tôn đưa cho ta, có thể tạm thời làm giảm cơn đau của tình nhân cổ trong cơ thể của chàng. Chắc là tiền bối Công Tôn, bọn họ sớm biết chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Mau uống đi. Đều tại cô, đều tại cô. Đều bởi vì sự xuất hiện của cô, Hoại Phu Tử mới bị thương. So với việc làm của mấy chuyện vô dụng này, vậy tại sao không giết chết cô ta đi? Đầu xuôi đuôi lọt, sao cô lại ở đây? Không cần lo lắng, ta tới làm bạn với cô. Bạn bè ư? Ta không cho rằng cô sẽ là bạn của ta. Nếu như ta có thể giúp cô thì sao? Ý cô là gì? Ta có thể giúp cô cướp Lý Hoại từ tay Tiết Thái Nguyệt. Sao cô lại có lòng tốt như vậy? Nói đi, điều kiện của cô là gì? Phương cô nương quả nhiên thẳng thắn, một chút đã hiểu rồi. Thực ra yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ có hai điều. Một là cô phải giúp ta diệt Nguyệt Thần Cung. Hai là ta muốn Lý Hoại hôm đó tìm tàng bảo đồ. Ăn cơm thôi. Trông cũng không tồi nhỉ. Đầu bếp Nguyệt Thần Cung các nàng cũng không tồi đâu. Trong 4 món này có một món do đích thân ta làm đấy. Chàng nếm thử xem có thể đoán ra không. Phải thử mới được. Thế nào? Có kết quả chưa? Ta biết rồi. Món nào? Món này. Chàng làm sao mà đoán ra được vậy? Bởi vì nó khó ăn nhất. Khó ăn thì không cần ăn nữa. Ấy, đùa nàng thôi mà. Tuy tay nghề nấu ăn của nàng không nhất định là tốt nhất, nhưng lại là món ta thích nhất. Thái Nguyệt. Thực ra ta rất muốn mỗi ngày đều có thể được ăn món từ tay nàng nấu. Ta cũng rất hy vọng cùng nàng ở Nguyệt Thần Cung sống những ngày yên ổn. Ta thật sự không muốn đi. Chỉ bằng chúng ta hãy thành thân đi. Ta cũng muốn sống cùng chàng, sống một ngày biết một ngày, không nghĩ tới ngày mai. Nhưng mà giữa chúng ta dù sao vẫn có ngăn cách bởi Lý Mạn Thanh. Hơn nữa sư phụ ta, thực ra từ lâu rồi ta đã có sự lựa chọn. Ta cũng tin rằng sẽ có một ngày ta nhất định có thể hóa giải mối ân oán này. Ta cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ ta chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng. Nàng vẫn chưa đồng ý với ta. Ta đồng ý. Con hãy nhớ cho ta, chỉ có thể để Lý Hoại nảy sinh tình cảm với con tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với Lý Hoại. Trong thời gian này con bắt buộc phải nghĩ bằng mọi cách, lấy được nội công tâm pháp của Tiểu Lý Phi Đao, nếu không, ta sẽ tự tay giết chết Lý Hoại. Lý Đại Hiệp, mấy ngày nay ở trong phủ của ta, có thấy hài lòng không? Rất tốt. Có cần ta đưa ngài ra ngoài đi một vòng không? Phương Huynh, mấy ngày hôm nay thật sự làm phiền rồi. Qua vài hôm nữa, ta dự định đưa Chính Nhi trở về kinh thành. Nhanh như vậy sao? Không ở thêm vài ngày nữa hay sao? Không thể ở lại nữa rồi. Ra ngoài mấy hôm nay trong nhà còn có rất nhiều chuyện, chờ ta về xử lý. Nếu như Lý Đại Hiệp đã quyết định rồi, vậy ta không giữ nữa. Đa tạ Phương Huynh. Chính Nhi, có phải con vẫn muốn đi tìm Khả Khả cô nương để nói chuyện không? Đi đi. Vâng. Khả Khả, hai ngày tới ta sẽ cùng phụ thân ta về kinh thành. Muội không có gì muốn nói với ta sao? Đi đi, Huynh muốn đi thì mau đi đi. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Khi ở Tụ Liên Lâu, Huynh lại giúp Lý Hoại và Tiết Thái Nguyệt mà không giúp ta khuyên bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi, Lý Hoại đã bị Tiết Thái Nguyệt bắt đi Nguyệt Thần Cung rồi. Huynh nói đi, có phải Huynh cố ý không? Ta... Huynh cái gì? Huynh cái gì mà Huynh? Đừng ở trước mặt ta lắc qua lắc lại. Ta nhìn thấy Huynh là bực mình rồi. Đi đi. Đúng. Chính là ta cố ý đấy. Chính là ta muốn tác thành đại ca và Tiết cô nương. Bởi vì ta và muội giống nhau. Muội muốn có được đại ca không vấn đề gì, nhưng ta lại muốn ở bên cạnh muội. Ta cũng nghĩ thông rồi, so với việc âm thầm ở bên cạnh muội, chi bằng ta ra sức một lần. Có lẽ chúng ta mới một đôi trời đất tạo nên. Suy cho cùng, người lấy được tú cầu là ta. Huynh, huynh mau đi đi. Đi đi, không phải huynh muốn đi sao? Tình hình bên đó tiến triển thế nào rồi? Khởi bẩm sư phụ, Lý Hoài đã cầu hôn với con rồi. Được, đã như vậy, con hãy lợi dụng cơ hội này lấy về nội công tâm pháp Tiểu Lý Phi Đao của Lý Hoài. Có điều ta phải nhắc nhở con, đây chỉ là kết hôn giả thôi. Sau khi lấy được tâm pháp, hãy nghĩ cách trừ khử hắn. Vâng. Cứu mạng, Long ca ca, cứu mạng, cứu mạng. Vô Thường, cứu mạng. Có ai ở gần đây không? Cứu, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Có ai không? Cứu, Vô Thường. Vô Thương, đừng cử động. Cô càng vùng vẫy, đầm lầy này sẽ càng lún nhanh đấy. Xin lỗi Long ca ca, nếu không phải ta chạy tới nơi này, cũng không hại huynh cùng ta rơi vào cảnh đầm lầy này. Cô đừng nói những lời này nữa. Nào, nắm chặt lấy tay ta, nhất định phải kiên trì, có biết không? Xin lỗi Long ca ca, mình vốn dĩ là một anh hùng giang hồ, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Ta thực ra căn bản không phải là đại anh hùng gì, ta chỉ là một tên mù võ công mà thôi. Mục tiêu lớn nhất của ta chính là có thể học được võ công lợi hại nhất trên đời này. Ta vốn dĩ cho rằng trước đây có thể học được loại võ công lợi hại nhất, kỳ diệu nhất, không ngờ hôm nay lại cùng cô xuống dưới hoàng tuyền. Có điều hôm nay có thể cùng chết với cô có thể là một bất ngờ rất hay. Huỳnh có biết không, từ sau khi bà ta mất, ta chỉ có một mình. Sau đó gặp Lý Hoài ca ca, tỷ tỷ còn có huynh. Thực ra ta vốn không màng tới chuyện sống chết nữa rồi, nhưng mà bây giờ ta thật sự hy vọng ông trời có thể cho ta một chút thời gian. Đúng thế, nếu như thời gian của chúng ta có thể nhiều hơn, có thể chúng ta sẽ học được trân trọng mỗi ngày phía trước. Thái Nguyệt, chào. Chào. Nàng nói có chuyện gì hạnh phúc hơn so với buổi sáng ngủ dậy có thể nhìn thấy nàng? Mồm mép láo lỉnh. Nào, đi đâu vậy? Đây là gì vậy? Cẩn thận đấy. Đây là hoa cà độc dược luôn, toàn thân của nó đều có độc. Người trúng độc này dẫn đến ảo tưởng tê liệt, người bị nặng sẽ tắt thở mà chết. Nhưng mà chàng đừng lo, tuy nó có độc nhưng mà lại rất thần kỳ. Nó có thể nở hoa nhiều màu sắc. Hoa của nó nhiều màu sắc. Màu đỏ rất nhiệt tình, màu xanh rất lẳng lơ, màu tím rất mê hoặc, màu trắng là rất thuần khiết, màu đen là tà ác. Mỗi một màu sắc đều có ngôn ngữ riêng của nó, giống như cuộc đời vậy. Thì ra lại sâu xa như vậy à? Ta muốn nở bên cạnh chàng trồng những bông hoa cà độc rực lùn. Chờ năm tới hoa nở rộ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức hoa cạnh bàn đu dây. Có được không? Được chứ. Nào, chúng ta hãy trồng hoa đi. Được. Vậy sau này ta sẽ đưa các con của chúng ta, các cháu của chúng ta tới ngắm hoa cà độc dược lùn chúng ta trồng, có được không? Ai sẽ có con với chàng chứ? Thành thân rồi không có con, vậy thành thân làm gì? Nàng không cần phải ngại. Này, chờ ta với. Long ca ca, chúng ta không thể chết như vậy được. Cứu mạng! Có ai không? Vô Thương, đừng kêu nữa. Hãy giữ lại chút sức lực. Nơi vắng vẻ như vậy, chắc là nhất thời một chốc lát sẽ không có người tới cứu chúng ta. Trước đây khi ta có một mình, rất thích trốn ở đây, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn cả Nguyệt Thần Cung, bảo vệ những tỉ muội. Bọn họ từng là tất cả sinh mạng của ta. Hiện nay còn có ta nữa mà. Sau này hãy để ta bảo vệ nàng. Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng! Có ai không? Vô Thương, đừng kêu nữa. Hãy giữ chút sức lực đi. Nơi đồng không mông quạnh này, e rằng không có người nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng ta đâu. Vô Thương, nếu lát nữa vẫn không có người tới cứu chúng ta, cô hãy nín thở, nhắm mắt lại. Khi chết sẽ không quá đau khổ, cô có biết không? Được, Long ca ca. Đừng sợ, cho dù tới âm tào địa phủ, vẫn còn Long ca ca đi cùng cô. Nắm chặt, Vô Thương. Vô Thương, cô không sao chứ? Không sao chứ? Cô có bị thương không? Không sao. Không sao thì tốt rồi. Thái Phổ, thật sự là huynh sao? Huynh đệ tốt, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, hơn 10 năm rồi đã không gặp. Ta cứ nghĩ để chết ở Trung Nguyên rồi. Không ngờ hôm nay để ta gặp lại. Nếu không phải là hôm nay nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nương này, hai chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Long ca ca, mấy vị này là ai vậy? Vô Thương, ta giới thiệu cho cô một chút. Vị này là người huynh đệ tốt nhất của ta ở Xiêm La, tên là Thái Phổ. Thái Phổ, người này là bạn tốt ta gặp trên giang hồ, tên là Thủy Vô Thương. Nhóc con, đúng là đệ vốn dĩ ở Xiêm La có biệt danh là ngốc, lại học được cách giao tiếp với cô nương xinh đẹp. Ta nhớ trước đây đệ nhìn thấy cô nương xinh đẹp là đỏ mặt, một câu cũng không nói được cơ mà. Theo cách nói của người Hán chính là biệt đi 3 ngày nhìn bằng con mắt khác. Huynh nói linh tinh gì vậy? Vô Thương, đừng nghe huynh ấy nói linh tinh nhé. Thì ra Long ca ca trước đây là như vậy ư? Có điều Vô Thương vẫn là người đầu tiên biết. Thì ra huynh là người Xiêm La. Đúng rồi, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã sống cùng với cha mẹ ở Xiêm La. Thế nào, có đẹp không? Thái Phổ, ta thật sự muốn cả đời này chăn trâu ở đây. Huỳnh nói xem, tự do tự tại biết bao, vô lò vô nghĩ, có đúng không? Đúng không? Đúng không? Phải không nào? Cả đời chăn trâu ư? Con trai nhà Long gia ta sao có thể không có tiền đồ như vậy được? Phụ thân, sao phụ thân lại tới đây? Nếu như ta không tới, con trâu nước này e rằng đã bị hổ tha đi mất rồi. Con trai của ta đắm chìm vào trong rừng nhiệt đới này rồi. Bá phụ, người nói như vậy không đúng rồi. Lẽ nào nói Long giật của chúng ta muốn ở trong rừng nhiệt đới này cả đời chăn trâu? Có gì là sai chứ? Bị vẻ ngoài đẹp đẽ của rừng nhiệt đới mê hoặc, sẽ bỏ qua sự nguy hiểm của nó đấy. Đây chính là sai. Muốn sinh tồn ở rừng nhiệt đới thì bắt buộc phải duy trì cảnh giác mọi lúc. Nếu không, trầu nước sẽ bị hổ tha mất, quả viên hội sẽ bị các bộ lạc khác đấy mất. Thậm chí đến các con có thể trở thành nô lệ của các bộ lạc khác bất cứ lúc nào đấy. Phụ thân, xin lỗi, con biết sai rồi. Giật Nhi, phụ thân đưa con tới Xiêm La. Chính là muốn huấn luyện con có sự tàn nhẫn của mãnh hổ. Hy vọng con luôn cảnh giác bất cứ lúc nào, nhất định không được bị sự an nhàn trước mắt mê hoặc. Như vậy mới có thể trở thành mãnh hổ xưng bá trong rừng nhiệt đới được. Ta càng hy vọng con mãi mãi không quên bản thân là người Trung Nguyên. Rừng nhiệt đới có đẹp, cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải trở về quê hương. Phụ thân, phụ thân, có đỡ hơn chút nào không? Thuốc này đã đun xong rồi, người mau uống đi. Uống xong cơ thể sẽ khỏe hơn. Phụ thân không ổn rồi. Thuốc này không uống cũng không sao. Giật Nhi, Giật Nhi, phụ thân có lời này muốn nói với con. Người đừng nói linh tinh nữa, chắc chắn sẽ không sao. Thuốc này uống xong sẽ khỏi thôi mà. Sau khi ta chết, con hãy đưa hài cốt của ta và mẫu thân con về Trung Nguyên. Năm đó Long gia chúng ta ở Trung Nguyên cũng là tiếng tăm lừng lẫy, võ học thế gia. Chỉ đáng tiếc, chỉ đáng tiếc. Phụ thân, phụ thân, bị kẻ xấu hãm hại, đứt mất kế thừa. Hiện nay chúng ta ở rừng nhiệt đới, trốn quá lâu rồi, là lúc nên trở về rồi. Hải Nhi tuân mệnh. Từ nay về sau, nhiệm vụ phục hưng Long Gia sẽ giao cho phụ thân, giao cho con. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Phụ thân, đừng bỏ lại con, đừng bỏ lại con. Phụ thân, phụ thân à.